Một tháng sau lùm xùm xin vía học giỏi, Thơ Nguyễn hiện tại ra sao? Thơ Nguyễn Nguyễn Hồng Thơ sinh năm 1992, được biết đến là một YouTuber sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Tính đến thời điểm đầu năm 2021, kênh YouTube của Thơ Nguyễn chính là một trong 5 kênh có lượng người đăng ký khủng nhất Việt Nam với hơn 8,8 triệu người. Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 3 2021, Thơ Nguyễn đã bị nhiều người quay lưng, chỉ trích và tẩy chay khi đăng tải đoạn clip xin búp bê vía học giỏi có nội dung bị đánh giá là phản cảm, không phù hợp với trẻ em. Sau khi nhận án phạt hơn 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý mê tín dị đoan, Thơ Nguyễn cũng đã chính thức tắt chế độ kiếm tiền của kênh YouTube, ẩn tất cả video đã đăng tải trước đó, đồng thời nói lời chào tạm biệt với mọi người sau 5 năm hoạt động. Dù không còn hoạt động trên YouTube nhưng Thơ Nguyễn và ekip của cô cũng không quên cập nhật, chia sẻ về cuộc sống của mình với những người hâm mộ. Gần đây nhất, Tiểu Bảo Bảo, người đứng ra quay phim và làm clip cùng Thơ Nguyễn, đã cập nhật về cuộc sống của nữ YouTuber một tháng sau khi nổ ra lùm xùm tranh cãi. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chị Thơ của các em bây giờ đã vui vẻ nơi núi rừng. Chị ấy yêu rừng núi lắm, các em thấy chị ấy hay đi rừng là vậy. Giờ chị ấy đã được thỏa ước mong sống với núi rừng rồi nè. Nếu chỉ có mình anh, các em có ủng hộ kênh nhận nút kim cương nữa không? Buồn buồn hỏi vậy thôi chứ chưa có dự định gì. Không có chị Thơ Nguyễn thì mất đi nửa linh hồn. Thơ ngu ngơ ơi, đợi anh mang nút kim cương về tặng em trong mơ. A hi hi, chúc các em học tốt nha. Tiểu Bảo Bảo chia sẻ về cuộc sống hiện tại của Thơ Nguyễn. Bên dưới bình luận, nhiều fan hâm mộ của nữ YouTuber cũng không quên gửi gắm những lời yêu thương, cùng mong muốn Thơ Nguyễn sẽ quay trở lại trong thời gian tới. Dù cả thế giới quay lưng với chị, em xin làm một kẻ lạc loài để ở bên chị, mãi yêu. Một fan hâm mộ của Thơ Nguyễn bình luận. Ở thời điểm hiện tại, kênh YouTube chính thức có 8,8 triệu lượt theo dõi của Thơ Nguyễn đã ngừng đăng tải video mới. Trên kênh chỉ còn lại 2 clip tạm biệt và lời giải thích từ Thơ Nguyễn về tin đồn nuôi búp bê. Tuy nhiên, sau khi kênh Thơ Nguyễn chính thức ẩn hết video, hàng loạt kênh YouTube với tên là Thơ Nguyễn Family cũng đã xuất hiện tràn ngập trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.